Vâng, xin thưa với các bác là hiện tại em Dũng Trần đang ở trên xe và di chuyển xuống dưới Quảng Ninh rồi. Và điểm đến ngày hôm nay sẽ là thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Và cái chuyến hành trình ngày hôm nay cũng khá là đặc biệt. Thì đây là em Dũng Trần có giao lưu một cây kính cơn và chuyển trực tiếp xuống dưới cho một bác khách rất yêu kính cơn ở thành phố Quảng Ninh. Và cây cơn này là cây cơn thứ 100 em Dũng Trần chuyển xuống dưới Quảng Ninh. Và cái video này em cũng đã ấp ủ từ lâu rồi, là khi nào mà chuyển xuống dưới Quảng Ninh cây cơn thứ 100 thì em sẽ ghi lại hình ảnh, ghi lại quá trình và ghi lại cái video để làm kỷ niệm. Thì cuối cùng thì ngày hôm nay thì video này đã thành hiện thực, là cây cơn thứ 100 xuống dưới thành phố, xuống dưới Quảng Ninh, và cụ thể là thành phố Uông Bí các bác ạ. Các bác Quảng Ninh thì như các bác có thể biết, Quảng Ninh là một trong những tỉnh thành mà các bác yêu kính cơn và kính Gwen Mỹ lớn nhất cả nước. Và cá nhân em Dũng Trần có thể xác nhận được điều đó, bởi vì những cây kính cơn và những cây kính Gwen, cá nhân em Dũng Trần chuyển xuống dưới thành phố Quảng Ninh nhiều nhất, sau đó đến thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Phòng thì đúng hơn. Và đây là cây cơn thứ 100 em Dũng Trần chuyển xuống dưới Quảng Ninh, và em cũng dành cái sự ưu ái đặc biệt với các bác ở dưới Quảng Ninh, và em cũng muốn ghi lại hình ảnh này vì cá nhân em cũng rất có thiện cảm với Quảng Ninh. Bởi em giao lưu với các bác Quảng Ninh thì từ trước đến giờ thì giao lưu rất là nhanh, rất là nét, vậy nên là cá nhân em rất có thiện cảm với các bác Quảng Ninh. Các bác Quảng Ninh thì không bao giờ chơi đồ linh tinh, đúng không ạ? Đã chơi là phải chất. Em rất thích điều đấy. Và vâng, xin mời toàn thể các bác hãy cùng em Dũng Trần khám phá cái hành trình của em Dũng Trần xuống dưới thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Và hy vọng là cây kính cơn thứ 100 này sẽ giao lưu thành công tốt đẹp các bác nhé. Xin mời toàn thể các bác. Xin chào toàn thể các bác nhé. Và như vậy là hiện tại em đang ở dưới thành phố Uông Bí và đang ngồi với bác khách yêu kính cơn, và anh là anh Hùng. Vâng, và đây chính là cây kính cơn mà anh Hùng đã giao lưu với em Dũng Trần, và cũng rất là vui khi ngày hôm nay xuống trực tiếp dưới Quảng Ninh để giao lưu. Và như vừa rồi em đã chia sẻ thì đây là cây cơn thứ 100 em chuyển xuống dưới này. Em muốn là quay lại cái hành trình, và em cũng đã xin phép mà anh Hùng là ghi lại cái thước phim này để làm kỷ niệm, đăng trên kênh Dũng Trần. Thì đã được anh Hùng cho phép. Rất là cảm ơn anh. Đầu tiên là rất là cảm ơn anh. Vâng, và đây em chuyển giao cái kính này cho anh, và chúc mừng anh là đã sở hữu được cây kính cơn. Theo cá nhân em đánh giá thì là anh cứ tự tin chơi kính cơn này. Em đảm bảo bằng uy tín và thương hiệu của em để cho anh chơi một cách tự tin. Và anh có cái cảm nhận gì theo góc độ khách quan về cái cây kính cơn này, cũng như là về cái cá nhân cái kênh của em Dũng Trần? Theo cảm nhận của mình thì cây kính cơn này thì nó xin phép nhé. Vâng. Thứ nhất là rất đẹp, thứ hai là đúng với trong hình ảnh và đăng trên gửi cho mình. Thì mình rất cảm ơn bạn là để mình được sở hữu một cây kính cơn xịn đẹp như này. Vâng. Anh theo dõi kênh của em lâu chưa? Mình theo dõi cũng khoảng được nửa năm rồi. Nửa năm rồi. Vâng. Thế là các bác cũng đều có cái sự trải nghiệm và đánh giá. Rồi cuối cùng mới đi đến cái giao lưu. Đấy. Cũng là rất cảm ơn anh đã theo dõi kênh của em và đã đặt niềm tin vào cá nhân em Dũng Trần. Và nhân tiện cái dịch giao lưu ngày hôm nay thì em cũng có cái món quà nho nhỏ tặng anh. Đó là ngoài cái cây kính ra thì em đã tặng anh một bộ tô vít chuyên dụng. Em xin phép tặng anh, cũng là để làm kỷ niệm. Và một cái hộp kính 8 năm nữa thì ngày hôm nay em không mang đi, thì em sẽ tặng kỷ niệm anh. Nhưng em sẽ ship sau nhé. Ngày hôm nay thì em lại cũng không mang được. Vâng, thì là đấy là cái phụ kiện kèm theo em tặng anh để nhân dịp cái cây kính này. Rồi, em xin phép bắt tay anh. Vâng. Vâng, và như vậy là cái cuộc giao lưu giữa em và anh Hùng ở thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đã thành công. Và video này là video quay thực sự là không có dàn dựng anh nhỉ? Vâng, trực tiếp 100%. Đấy, là cũng xuống đến đây thì mới xin phép được bác là ghi hình như thế này. Thì cũng là một cái điều rất là duyên và may mắn. Thì như vậy là cái cây kính cơn thứ 100 đã giao lưu thành công tốt đẹp. Và một lần nữa em Dũng Trần chân thành là cảm ơn các bác yêu kính nói chung và các bác ở tại Quảng Ninh nói riêng đã dành cái sự yêu ái cũng như là sự tin tưởng cho cá nhân em Dũng Trần để có được những cái chuyến đi giao lưu và có được những cái trải nghiệm nó thực sự rất là thú vị và ý nghĩa như thế này. Cá nhân em rất cảm ơn các anh và sưu tầm giao lưu yêu kính ở dưới Quảng Ninh, và hy vọng là sẽ có rất nhiều chuyến như thế này để em Dũng Trần được xuống dưới Quảng Ninh uống cà phê và giao lưu nhiều hơn. Và sắp tới hy vọng là sẽ có rất nhiều những cái cột mốc nữa, ngoài cái cây kính cơn thứ 100 này sẽ là 500 hoặc là 1000. Thì đấy là những cái điều mà em Dũng Trần sẽ hướng tới trong tương lai, để sẽ làm những video clip nữa để đặt cái cột mốc tại kênh của em Dũng Trần. Một lần nữa thì xin cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi kênh của em Dũng Trần, và cảm ơn anh. Chúc anh là sưu tầm được những món đồ mình ưng ý, và có vấn đề gì về kính cổ thì anh cứ không ngại thì cứ liên hệ với em để em sẽ hỗ trợ cho anh. Dạ vâng. Và những bác nào ở thành phố Uông Bí thì có biết anh Hùng thì các bác có thể là điểm danh để xác nhận một cách chuẩn nhất nha các bác nhá. Đó. Vâng. Rồi, xin chào toàn thể các bác nha. Vâng, và xin chào toàn thể các bác. Và như vậy là em sau khi giao lưu thì em đã có mặt tại một ngôi chùa rất là nổi tiếng và linh thiêng. Đó chính là chùa Ba Vàng, và cũng ngự tại thành phố Uông Bí. Và nhân tiện cái chuyến đi giao lưu thì em cũng ghé qua chùa Ba Vàng để tham quan cũng như là lễ Phật tại chùa Ba Vàng. Và đây chính là ngôi chùa Ba Vàng, và xin mời toàn thể các bác hãy cùng tham quan cùng em Dũng Trần các bác nhé.